Chào Mai. Sau khi chị được điều trị nửa gương mặt bởi bác sĩ trong cái liệu trình anti-aging, chị thấy như sao? Thì cũng đang có cái cảm giác giống như là nó được nâng cơ á, nhưng mà chưa có được sơ kiến cho nên mình chưa cảm nhận, đang cảm nhận thôi chứ chưa thực tế thấy. Bây giờ chị rờ thử cái bên chưa điều trị, chị thấy cái vùng da nó có nhão hơn so với cái vùng mà vừa điều trị không? Đúng là nhão hơn, nhưng mà mình cảm giác bên này nó săn hơn. Đúng rồi, nghĩa là sau khi điều trị xong đầu tiên là nó sẽ thấy săn, mình rờ cái da của mình nó cũng có vẻ chắc hơn nữa. Ồ, phải không chị? Rồi mà nói cho nên giờ rờ thấy nó có cảm giác là như vậy. Cho em mượn cái tí. Rồi, em mời chị nha, chị xem thử xem. Trời ơi, nó khác hoàn toàn với bên này luôn ha. Bên này còn những cái vết thâm nè, rồi cái rãnh cười nè, nó sâu ơi sâu. Còn bên này, trời ơi, cảm giác sướng ghê, nhìn lạ quá ha. Có không chị? BB Thanh Mai tự hào là điểm đến của nhiều ngôi sao trong nước và quốc tế, cùng hàng vạn khách hàng khắp mọi miền đất nước. Đến với BB Thanh Mai với một đội ngũ bác sĩ giỏi, đại diện duy nhất của Việt Nam được hãng Entherapy công nhận. Cảm giác như là nó đã đẩy sát rất là sâu vào vùng cổ của mình, cũng sẽ được trẻ hóa luôn, xinh đẹp hơn, mặt thon gọn hơn. Chúng rất là bất ngờ, da mình đã cũng được cải thiện luôn, không có xâm lấn gì hết. Thích lắm, làm đi, mọi người sẽ cảm nhận thích lắm luôn á. Ưu đãi sốc giảm 70%, để lại số điện thoại đăng ký hotline 1800 6617. BB Beauty, BB Thanh Mai, tự hào 23 năm là địa chỉ tin cậy của sao Việt và các doanh nhân chính khách.